Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 39 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Trời đã dần sáng, nhóm Lăng Phong thức xuyên đêm. Kẻ phản bội tên là Bạch Chuẩn, gã nhanh chóng khai hết. Ngoài sợ chết ra, còn vì chính mình đã bị phản bội. Người đứng đằng sau chuyện này là Bùi Thiệu Huy. Bùi Thiệu Huy mua chuộc được Bạch Chuẩn, nhưng không hề nói chuyện vầy giết kia, đẩy luôn Bạch Chuẩn vào chỗ chết. Bùi Thiệu Huy và Lăng Phong tuy xuất phát cùng chỗ, nhưng chỉ hẹn thời điểm bắt đầu, còn kế hoạch cụ thể hai bên đều bàn riêng. Bạch Chuẩn chỉ có nhiệm vụ là mật báo, nhưng kế hoạch lớn của Bùi Thiệu Huy ra sao gã lại hoàn toàn không biết. Lăng Phong nhìn kẻ này thầm khinh bỉ. Đã phản bội rồi, lại bị chính đồng mưu bỏ rơi, âu cũng là đáng đời. Nguyệt Dung mắt tức giận nói: Giao hắn cho ta. Cô không định thả hắn ra đấy chứ? Lăng Phong nhắc nhở. Hắn hại chết huynh đệ Ưng Tổ, ta có muốn tha cho người khác thì cũng không tha cho hắn. Ta căm ghét nhất trên đời là những kẻ thế này. Vậy được. Lăng Phong gật gật đầu. Nguyệt Dung lại nói: Lần nọ tên Từ Kim nói bên Thiệu Huy đã xử gọn, vậy Lăng Phong nghi nghĩ rồi phân tích: Có lẽ không phải toàn bộ thủ hạ của Thiệu Huy đều phản. Tên Thiệu Huy kia đối với người Kim chỉ là chó phản chủ. Hắn lập bẫy giết chúng ta chắc là để xưng công với người Kim, nhưng rốt cục chúng ta lại thoát được. Bây giờ hắn đã mất tác dụng nội gián, mà ngoài ra quận chúa kia còn cố ý để lộ cho chúng ta, cắt luôn đường về của hắn. Ta thậm chí nghĩ người Kim đã giết hắn rồi. Tần Quyền nói: Đệ vẫn không hiểu quận chúa kia cố ý nói ra làm gì, rất là thừa thãi nha. Nếu hắn có xuất hiện ở Tống, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Nguyệt Dung hừ nhẹ. Lăng Phong nhíu mày. Chúng ta thoát được, Thiệu Huy nếu còn sống thì cũng không dám quay về. Mà nếu hắn vẫn ung dung trở về, tức là đã có kẻ chết thay hắn để nói dối. Vì vậy, cô đừng vội xử lý cái tên Bạch Chuẩn kia, đưa về kinh thành, giao cho Kha Lão làm bằng chứng đi. Bỗng, có một tên mật thám chạy vào báo cáo. Tổ trưởng, có ký hiệu tập hợp. Lăng Phong, Nguyệt Dung đồng thời nhìn nhau. Còn mẹ nó, chẳng lẽ tên Thiệu Huy kia thực sự dám quay về? Lại nửa ngày chờ đợi. Người đến là Cảnh Dương, Thiệu Huy thì không có mặt. Cảnh Dương vừa vào đã tìm Nguyệt Dung quan tâm hỏi. Ngũ nương, cô không sao chứ? Ta không sao, may mà có hắn. Nguyệt Dung ánh mắt hơi kỳ dị, không dám nhìn thẳng Cảnh Dương. Nguyệt Dung vẫn không nói về Lăng Phong chuyện của Cảnh Dương, nàng vẫn giữ nghi ngờ trong lòng. Tại sao Cảnh Dương lại dặn dò nàng rút về trước? Cảnh Dương tình cờ biết trước, hay đằng sau Thiệu Huy chính là Cảnh Dương? Cảnh Dương cũng không khen ngợi gì, trái lại nhìn Lăng Phong ánh mắt bất thiện. Phần Lăng Phong không khỏi bực bội trong lòng. Nếu Cảnh Dương thực quan tâm đến Nguyệt Dung, muốn tán nàng ta, Lăng Phong hắn cũng chẳng quản. Nhưng đáng ra nên cảm ơn hắn vì đã cứu người trong lòng mình mới phải. Nam nhân nhỏ mọn không phân biệt được lớn nhỏ kiểu như vậy, căn bản là không xứng có bạn gái nào hết. Cảnh Dương nói tiếp. Lần này nhiệm vụ thất bại, mật thám Hà Bắc tổn thất thảm trọng. Bùi Đô Sứ cũng chưa rõ tin tức, chỉ e là đã bị hại. Trước mắt hủy nhiệm vụ, tạm thời bỏ Hà Bắc. Nguyệt Dung theo ta về kinh, sói tổ ở lại tiếp quản Hà Bắc. Không được. Nguyệt Dung đột nhiên ngăn lại.
Cảnh Dương ý ghen tức càng nồng đậm. Nguyệt Dung đang rất là nghiêm túc, nàng không có đầu óc mà nghĩ dằm ba cái chuyện nam nữ bây giờ. Lâu nay nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả. Phần Lăng Phong thì chỉ cười mỉm. Việc Cảnh Dương kéo Nguyệt Dung về để Lăng Phong ở lại Hà Bắc, về nguyên tắc thì không có gì đáng nghi. Lăng Phong là đô mật sứ phụ trách Bắc Kim. Trước khi đi, Khả Lão cũng đã nói hắn phải tiếp quản Hà Bắc. Chính Lăng Phong có muốn ở lại Hà Bắc, hắn đã cần tìm tung tích của Triệu Hành. Lăng Phong từ đầu đã nghĩ đến Cảnh Dương, nay càng khẳng định Cảnh Dương có vấn đề. Lăng Phong thoát chết chạy đến căn miếu này là ngẫu nhiên ngoài kế hoạch, hơn nữa vẫn cách xa phủ đại danh. Nhưng Cảnh Dương lại rất nhanh tìm tới, xem ra nội gián không chỉ có một người. Cái mớ bòng bòng này càng chơi thì càng loạn. Nguyệt Dung, Lăng Phong đồng thời nghi ngờ Cảnh Dương, không ai báo cáo về việc cô Bạch Chuẩn cho gã. Nguyệt Dung hơi gấp gáp chỉ Lăng Phong, nói Hắn đang bị thương, hơn nữa Hà Bắc hỗn loạn, hắn không có kinh nghiệm. Thủ họa cũ của tên Thiệu Huy kia thì chỉ có Thiệu Huy biết, giao cho hắn sẽ... Ê, Ngũ Đường, việc này đại nhân đã có giao phó, muội không phải lo cho hắn. Nguyệt Dung nghe nhắc đến Khả Lão lại đành nhịn xuống. Nàng quay sang nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt nét quan tâm hiện rõ. Nàng sợ Lăng Phong bị Cảnh Dương hại, lại không thể trực tiếp nói ra, bởi tất cả vẫn chỉ là suy đoán trong lòng của nàng. Lăng Phong càng cười cợt càng khiến Nguyệt Dung trong lòng nóng ran. Nàng nghĩ hắn trẻ con không có tâm kế, bị người hại mà không biết. Người này đã hai lần cứu nàng, Nguyệt Dung không muốn hắn xảy chuyện. Trái lại, phần Lăng Phong lại nghĩ thông suốt. Hắn kiểu gì cũng phải ở lại Hà Bắc, ít nhất phải tìm ra tung tích của Triệu Hành rồi đi đâu thì đi. Chuyện phản tống theo kim gì đó trong nội bộ mật thám tì, Lăng Phong không quan tâm lắm. Tên Thiệu Huy kia hại hắn và huynh đệ, Lăng Phong cũng sẽ xác nhận tin tức. Chết rồi thì thôi, nếu còn sống thì tìm đến mà xử lý. Lăng Phong nói, Vậy được, ta sẽ ở lại. Vậy lên đường luôn bây giờ. Cảnh Dương nói ngay. Nguyệt Dung ra hiệu về Lăng Phong, nhưng hắn lại không để ý, khiến nàng vội vô cùng. Ta vào thông báo với ưng tổ. Nguyệt Dung ấp úng rồi đi vào trong. Nàng ta bị sao thế nhỉ? Lăng Phong giờ này mới thấy thái độ của Nguyệt Dung khác hẳn ngày thường. Một lát sau, ưng tổ ra đồng đục. Ngay lúc Nguyệt Dung đi ngang qua Lăng Phong, nàng rất nhanh ném cho hắn một cây phi đao nhỏ. Có mẹ nó, định ám sát ta. Lăng Phong theo phản xạ lại tránh ra. Cảnh Dương trên ngựa không nhìn thấy, nhắc. Chuyện gì vậy? Không có gì. Nguyệt Dung cố ý chắn hướng nhìn của Cảnh Dương. Cũng may, cô gái này không giỏi phi đao. Nếu không cự ly gần như vậy, Lăng Phong lại chẳng hề phòng bị, chắc chắn là trúng đòn. Cảnh Dương, Nguyệt Dung rời đi, Lăng Phong mới nhìn lại cây phi đao kia, cười thú vị. Hóa ra là thơ tình. Cái cô nàng này, cứ thế cầm tới đưa là được, làm ông mày hết cả hồn. Tân Quyên đứng bên cạnh lại nhón qua đọc lén. Nguyệt Dung trong thư nói rất là rõ ràng, nàng nghi ngờ Cảnh Dương là người đứng sau mọi chuyện, khuyên Lăng Phong bỏ Hà Bắc kẻo bị hại, nàng ấy sẽ âm thầm báo cho Khả Lão. Lăng Phong cười, hắn nghĩ có lẽ Nguyệt Dung e ngại võ công của Cảnh Dương, nàng ấy không dám trực tiếp hành động, hoặc nàng ấy vẫn chỉ nghi ngờ giống Lăng Phong nên không có bằng chứng cụ thể. Tân Quyên ở sau cười cợt. Ê, Tứ ca, lần này đừng có chối nhà, nhân ra ngả theo huynh rồi đấy. Lục đệ, xem lén người khác là không tốt đâu. Mà người xem, nàng ấy ngay cả một chữ tình cảm cũng không có ghi nha. Cô nương người ta chém giết đã quen, ý tứ quan tâm thế kia là quá rõ ràng rồi. Nhưng cá nhân ta đòi hỏi tình yêu phải có chất lượng và mùi mẫn cơ. Tân Quyên che mặt. Tại đại danh phủ Yển Vương. Bẩm vương gia, có thông báo,
quân Kim đã phá Tây Kinh Đại Đồng, nạn dân đang đổ sang Hà Bắc. Triệu Doãn khoát tay. Vậy cho mời quốc sư. Tên thủ vệ chạy ra. Một lát sau, lão quốc sư giả xuất hiện. Triệu Doãn hỏi. Quốc sư, người nói cho nạn dân này nhận hay là không nhận? Đương nhiên là nhận. Chúng là người Liêu, khó nói chúng có trả trộn hay không? Lão quốc sư liền nói. Vâng ra, vận số của Khiết Đàn đã hết. Lão phu có thể lấy tính mạng ra mà đảm bảo. Khiết Đàn từ nay sẽ diệt vong, sẽ không có cơ hội ngóc đầu nào nữa. Quốc sư vì sao chắc chắn? Không lẽ là thiên mệnh? Triệu Doãn ý tứ nghi ngờ, vừa đề khảo nghiệm. Lão ta là một vương gia, nhưng đồng thời là một lão tướng dày dạn xa trường, cũng không phải cái loại vương gia bụng phệ ngồi trong vương phủ hưởng lạc. Đại Liêu xu hướng có vong hay là không, Triệu Hoãn trong lòng đã tự có nhận định. Lời lão quốc sư sửa này chỉ để Triệu Doãn tham khảo, không phải là kẻ quyết thầy lão ta. Lão quốc sư xem chừng cũng rõ vị trí của mình, thong thả nói. Thiên mệnh chỉ là một phần, mà vương giả cũng thấy. Thiên mệnh bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nghịch chuyển. Lão phu đang nhìn vào đại thế mà phân tích thôi. Thảo nguyên xưa này, bộ lạc phân rồi lại tách, tách rồi lại phân. Hung nô, nhu nhiên, đột quyết rồi đến khiết đàn, gọi là quốc gia. Kỳ thực chỉ là một liên minh, tồn tại được không quá 200 năm. Quốc lực khiết đàn đã quá suy nhược, căn bản không thể hồi chuyển. Triệu Doãn âm thầm gật đầu, lại nói. Nhưng làm vậy, khác nào là đánh mất dân tâm. Dân tuy có tâm, nhưng lại vô nhãn lực. Vậy nói rõ một chút đi. Lão quốc sư lại nói. Vương gia là người làm đại sự, chắc cũng đã có tính toán. Chỉ muốn thử ý lão phu có hợp không thôi. Vẫn là quốc sư hiểu ta. Gần đây, vương gia có nghe nói chuyện có vài thiên sư đang lan truyền cái gì ma đầu chuyển thế, thiên hạ đại loạn không? Ta có nghe, nhưng bổn vương đều không xem vào đâu. Thiên sư đạo xưa nay là mối họa, một khi đăng cơ, bổn vương sẽ diệt chúng mà tận gốc rễ. Tuyệt đối không mù quáng như Triệu Cát, lại còn tin vào đạo giáo như vậy. Nhớ năm đó, Thái Tổ vừa đăng cơ, liền truy kết bọn chúng, đây mới là Minh Quân. Bổn vương còn dự định cho bắt hết bọn chúng, tránh làm nhiễu loạn dân tâm lúc này đây. Lão quốc sư vuốt râu nói. Thay vì bắt, sao vương gia không lợi dụng? Lợi dụng? Đúng vậy. Chẳng phải vương gia đang muốn lật thiên hay sao? Bổn vương lập nghiệp là dựa vào thực lực, há có thể dựa vào lời nói suông mê hoặc người. Mà về sau chỉ có thể là mối họa ngầm khó diệt. Lão quốc sư cười cười nói. Vậy vương gia nghĩ thế nào về chuyện Hán Cao Tổ giết Bạch Xà? Là dựng chuyện mị dân. Vậy còn chuyện Thái Tổ triều ta và lời sấm đất lạc sinh rồng? Triệu Doãn nghẹn họng, tốt xấu cũng là con cháu Triệu gia, làm phản cũng không thể báng bổ tổ tiên. Lão quốc sư liền nói. Đây chính là cái mà lão phủ nói. Dân có tầm nhưng không có nhãn lực. Thiên hạ đại kế, bọn họ căn bản không thể phân biệt thật giả. Cái gọi là tin đồn, vương gia không thể nào ngăn cản. Dân chúng không phải đều ngốc, chỉ bằng ngài giành tiên cơ, chính mình định hướng cho nó. Triệu Doãn dần dần hiểu ra. Tại phủ Tích Tân, Nam Kinh, Kim Quốc. Lúc này, vị thủ lĩnh xinh đẹp của tổ chức đáng sợ kia đang ngái ngủ nằm ra bàn. Tiểu thư, vương gia tới. Mộc Hàm Yên bộ dáng như thiền tiên, mặc áo tay ngắn vùi mắt, màu xanh nhạt hoa văn hình thoi. Kiểu hoa văn này nghe nói mới xuất hiện ở phường Nam, lại không biết là tên nào nghĩ ra, cũng rất có mặt thiết kế. Nàng ngồi gật gà gật gù trong phòng, vẻ mặt điềm nhiên đáng yêu. Nếu để Thiên Sách Phủ thủ hạ nhìn thấy, tám phần là ngã cả ra đất mà bất tỉnh,
còn đâu là thiên sách nội thần đại nhân. Hàm Yên, lại ngủ gật à? Một người chừng 40-50 tuổi đi vào, khuôn mặt góc cạnh già dặn. Nhìn kiểu gì cũng không thể xếp chung với cô gái ở kia làm cha con. Xem ra vẻ đẹp của Mộc Hàm Yên kế thừa từ mẹ nàng. Mộc Anh mặt đầy vẻ uy nghiêm quý khí bước vào, mặc nguyên vương phục màu vàng, hoa văn khá giống quan phục triều Mãn Thành sau này, chỉ thiếu mũi tóc đuôi sam. Quan phục nhà Kim khá là tinh tế, từ cao đến thấp, hoa văn có khung vuông thể hiện ngoại tộc, còn hoa văn khung tròn thể hiện nội tộc nữ chân. Mộc Hàm Yên ngồi dậy, cười tươi như hoa chạy tới ôm. Phụ vương, ngài đã quay lại. Mộc Anh quan tâm hỏi. Sao rồi? Lần trước nghe nói con bị khống chế, không bị thương chỗ nào chứ? Mộc Hàm Yên rụi rụi đầu trong lòng phụ thân, tỏ vẻ không sao. Mộc Sinh giấu phụ vương không dám kể, nhưng Mộc Anh có thần tín trong quân. Nghe thủ hạ báo suýt nữa thì tức nổ phổi. Ngay lập tức, một loạt thủ hạ ăn phạt vì không đảm bảo được chu toàn cho con gái yêu của ông ta. Mộc Sinh cũng không thoát, bị quản chế trong quân mấy ngày. Hàm Yên à, chuyện của thiên sách phủ, cha xem hay là dần chuyển qua cho Mộc Sinh đi làm. Con một thân nữ nhi... Cha, chuyện này không nói nữa. Mộc Hàm Yên làm nũng, nàng biết tiếp theo sẽ đến chuyện khác. Mẫu phi con cũng vì lo lắng mà nhăn nhó với ta bấy lâu à. Mộc Hàm Yên vẫn dúi đầu quay qua quay lại, nói. Con biết rồi mà, cha cứ yên tâm đi. Mộc Anh cũng chỉ biết thở dài. Lão nghe tin con gái gặp chuyện, bỏ luôn thượng triều với cả hoàng đế ở Trung Đô, phi một mạch mấy trăm dặm về Nam Kinh, cũng chả ai dám ý kiến. Hoàng Nhan A Cốt Đà lão hoàng đế cũng bị kích động, tức tốc phái người đem thuốc quý này nọ theo, còn cắt cử cận thân hộ vệ muốn bảo vệ cho Mộc Hàm Yên. Mộc Anh tuy vội nhưng vẫn tình tường, từ chối cái sau chỉ nhận thuốc. Mộc Anh vừa thò mặt về vương phủ, lão bà đại nhân đã nhăn nhăn nhó nhó, nói cái gì là làm cha không quan tâm con, để một đứa con gái phải vào sinh ra tử, làm cái gì mật với trả thám, lỡ có bất trắc thì làm sao, thiếu điều lại khóc lóc. Thế mà lão Mộc lại phải cấp tốc chạy luồn qua đây, quan phục còn chưa có kịp thay. Mộc Anh cũng bó tay, ai bảo đây là con gái yêu của lão. Co mất hết, lão cũng không để ai đụng đến nó một sợi tóc. Vừa là siêu cấp mỹ nữ, hiếu thuận tài giỏi, lại thông minh tuyệt đỉnh, lão và vợ nói một câu, đứa con này đã hiểu 10 câu. Chỉ là đứa con gái này lại thống lĩnh cả cái thiệt sách phủ, chả phải tiểu thư cành vàng lá ngọc, chân yếu tay mềm gì cả, còn cần lão đi lo an toàn sao. Năm nàng 15 tuổi, xin Mộc Anh đào tạo một nhóm mật thám. Lúc đó Mộc Anh đang lo đánh trận, đầu óc rối tung rối mù, hơi đâu mà đi quản. Lão đành ấp ừ chở con gái, sắp xếp vài thủ hạ đắc lực cho nàng. Lão nghĩ chẳng qua để con gái đùa đùa cho vui, dù sao lão quản cả chục vạn quân, mấy chục châu phủ, người liêu thì chạy như chó nhà có tang khắp nơi, chả còn đứa nào dám đụng đến Mộc Hàm Yên. Nhưng chẳng ngờ cái đứa con gái này tài năng quá đáng, càng làm thì càng to, thậm chí vượt qua cả sự kiểm soát của Mộc Anh. Lập công chiếm đại định, 2 năm sau mạng lưới dưới tay nàng ta phình ra, ngay cả vương gia như lão cũng thấy đáng sợ, thầm nghĩ nếu mình không phải trả nó, nửa đêm ngủ cũng không có yên. Lão dĩ nhiên vì con gái mặt mày lúc nào cũng rạng rỡ, bây giờ về Trung Đô, bất kỳ kẻ nào từ vương gia tới hoàng đế, quân đội nhiều cỡ nào, quyền lực lớn ra sao, mà khi nhìn mặt Mộc Anh cũng phải thật cẩn thận. Buồn buồn làm lão Mộc giận, bắn thư về cho con gái lão nói gì đó, đến sáng mai chả biết người đang ở đâu cũng nên. Thử nghĩ ngày xưa chục vạn quân liêu ngày đêm cố thủ đại định, bên Kim vây cả tháng thì bó tay,
nguyên một cái đống đầu trụm vào đánh không sao xuyên nổi. Thế mà cô gái nhỏ kia làm thế nào đó lại dẫn thuộc hạ lọt vào thành. Đến sáng, trong thành đã loạn thành một cục, cổng thành thì mở toang. Mấy lão già này kinh nghiệm đầy mình cũng lắc đầu ngán ngẩm, đều nghĩ đến cả cái thành đang phòng thủ. Vạn người chật như nêm mà còn lọt vào được. Cái phủ đệ của mấy lão thì chả là cái đình gì, tốt nhất là đừng đụng vào cho chắc. Hiện tại, hoàng đế âm thầm lập mật thám, ba vị vương gia cũng lập tức tổ chức riêng vì lo sợ thiên sách phủ. Có điều, nữ nhi đến tuổi phải gả đi, cũng chính điều này mà Mộc Anh bị lão bà khó chịu mãi, có xu thế không cho leo lên giường. Mộc Anh như kiến trên chảo nóng, vì lão cũng biết không thể nói nổi cái đứa con gái này. Đương kim hoàng hậu đã chỉ định cả Kim Quốc chỉ có Mộc Cảm Yên là xứng làm thái tử phi, tương lai làm hoàng hậu. Còn muốn trước đó thăng nàng ta làm công chúa, thân càng thêm thân. Dĩ nhiên, ở trong thành này có cả tính toán của hoàng tộc nhà Kim, nhưng quả thật, theo như Mộc Anh thấy, cũng chả có chỗ nào xứng hơn để mà gả con gái đi cả. Chỉ là Mộc Cảm Yên không để tâm, nàng ta cứ lần nào cha mẹ nhắc tới chuyện này cũng đều tìm cách mà trốn tránh. Mộc Cam Yên đưa tay vừa sửa sang trang phục Mộc Anh vừa nói: Phụ vương, vừa rồi con qua tống thăm dò một chút, sắp tới con sẽ để thiên sách toàn lực đột nhập phương Nam. Toàn lực đột nhập? Đúng vậy, hiện tại Yên Tống sắp đại chiến tranh, Tây Kinh cũng vừa phá xong, dân cư thì hỗn loạn, rất dễ dàng mà trà trộn. Chỉ cần làm tốt, chờ Yên Tống xong xuôi, ai thắng thì cũng được. Chúng ta đã có người ở khắp nơi, thậm chí là ở trong quân đội nữa. Chuyện này hay là để Mộc Sinh đi làm, cũng để nó luyện một chút. Mộc Anh vẫn muốn giao thiên sách phủ lại cho Mộc Sinh. Tổ chức này quả thật rất là khủng bố, còn như là còn rào hải lưỡi. Con gái sớm muộn cũng sẽ phải gả chồng, thiên sách phổ phải bàn giao cho người thân nào đó của lão, Mộc Anh mới yên tâm nổi. Mộc Hàm Yên cười đáp: Đại ca không thích là mật thám đâu, hắn chỉ có thể làm tướng quân. Vậy còn thấy có ai à? Hiện tại thì không có, chỉ có thể để nữ nhi đi tìm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chuyển thiên sách phủ cho ai khác. Nàng tuy trẻ tuổi, nhưng suy nghĩ gần giống Khả Lão, xem thiên sách phủ như đứa con của mình, ai cũng không muốn chuyển giao. Còn chuyện kết hôn lại càng không muốn. Mộc Hàm Yên bấy lâu chả thấy ai hợp mắt cả. Vậy con nhanh chóng tìm người đi. Lại là tiếng thở dài, Trấn Nam Vương quyền khuynh Kim Quốc, điều binh thượng triều chả bao giờ thở dài lấy một lần. Đụng cô con gái này, gặp một lần thì thở ra đến vài lần. Xem chừng, khuyên nhủ thất bại, tối nay lão lại bị lão bà cấm cửa rồi. Mười dặm phía bắc phổ đại danh. Trời nắng chang chang, mùa hè đang dần tới. Lăng Phong trên đường về thành, tiểu đội của Lăng Phong dù chỉ có chục người thì vẫn luôn hành động cẩn thận. Lúc này, đến lượt hai đứa Chu Tiểu Xuyên, Lưu Bá Huy lo việc dò thám ở trước. Đến một hẻm núi, Lưu Bá Huy từ đằng trước phi ngựa quay lại nói: Đường ra, phía trước có rất nhiều người, giống như là đang chạy nạn. Lăng Phong ghim cương đi chậm lại. Chỉ thấy trên con đường trải dài phía trước, một đoàn người đang chậm chậm di chuyển, níu kéo, bồng bế nhau lê từng bước. Ước chừng cả ngàn người, phần lớn đều là nữ nhân và trẻ em, xe hàng vật dụng thì hỗn loạn. Nhiều người dáng vẻ bị thương, vết máu còn chưa khô. Tiếng kêu rên khắp nơi, xem chừng họ đã quá đói mệt không còn la hét nổi nữa. Lăng Phong gắng lắng nghe, nhưng lại không hiểu chút nào cả. Dường như không phải tiếng nữ chân. Hắn đoán có thể là người Liêu. Lăng Phong không dạy gì mà chạy ra hỏi thăm. Hắn không biết tiếng khiết đàn. Vả lại, Liêu, Tống là thù,
chạy ra hỏi lại bị hỏi thăm thì hỏng. Chú Tiểu Xuyên thấy gì đó từ xa, nói: "Ờ, đường ra, hình như phía kia có truy đuổi." Lăng Phong nhìn về phía tây bắc. Chỉ một lát, từ đường chân trời bốc lên bụi mù mịt, dần ra ngay mặt đất cũng rùng rùng theo. Hắn phân phó huynh đệ lùi lại, giấu ngựa, rồi nấp bên sườn núi quan sát tình hình. Bên trong đoàn chạy nạn, dường như không có người giỏi về quan sát. Có vài người ở sau cùng hô hét loạn xạ. Đoàn người bắt đầu hỗn loạn, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Đám thanh niên có sức lực bất kể xung quanh, mạnh ai nấy đạp. Kẻ truy đuổi vẫn chưa tới, tiếng khóc than hoảng sợ đã vang lên khắp nơi. Những người bị đạp ngã, hầu hết đều là nữ nhân và trẻ em. Có những đứa trẻ ngã nằm xuống đất, chưa kịp kêu la, đã bị phía sau dẫm lên. Lăng Phong chưa bao giờ gặp cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Hai bàn tay hắn nắm chặt lại. Cảnh tượng này đúng là quá thật. Dù xem bao nhiêu phim 3D cũng không thể cảm giác được. Đám bụi kia đã gần hơn, Lăng Phong đã có thể nhìn ra đôi chút. Kỵ binh kim. Lăng Phong nhìn vào trang phục thẩm đoán. Đám kỵ binh khoảng hơn 100 tên bắt đầu tăng tốc, hú hét như những con sói điên dại, khí thế như sóng dữ tràn tới. Chúng tách ra làm hai nhánh, có lẽ dự định chạy dọc theo đoàn người kia để mà chém giết. Giết! Tiếng nữ trần vang lên. Lăng Phong đã chắc chắn đây là quân kim truy đuổi người Liêu. Đám linh kim khuôn mặt dữ tợn, tàn nhẫn phi ngựa qua những thân người bị bỏ lại. Thậm chí có kẻ vừa lồm cồm gượng dậy đã bị vó ngựa đạp xuống không thường tiếc. Lúc này, ở cuối đoàn người có một gia đình ba người đang dắt nhau chạy. Xem ra cả ba đều đã sức cùng lực kiệt, dần dần bị bỏ rơi ra sau rất là xa. Một tên kỵ binh dẫn đầu, áp sát rất là nhanh, vùng đao chém xuống. Lao ra! Cha! À! Phụ nhân kia hét lên tuyệt vọng. Người trung niên bị chém ngang lưng ngã xuống, tay vẫn giơ về phía trước như muốn tiễn biệt. Bé gái quay lại nhìn, sững sờ một chút, sau đó khóc ré lên. Ở dưới sườn núi, phụ nhân đẩy bé gái chạy rẽ sang một bên, đúng hướng đám Lăng Phong đang lấp. Tên vừa chém đã đuổi theo đám đông phía trước, nhưng một tên kỵ binh khác vẫn nhằm hai mẹ con mà xông tới. Còn mẹ nó, lũ vô nhân tính! Lăng Phong rốt cục không nhịn nổi nữa. Lăng Phong không dùng chiêu thức đặc biệt nào, chỉ vẫn toàn lực nhắm chuẩn ngay cổ tên kỵ binh ném phi đao. Đồng thời, phi người từ trên sườn núi nhảy xuống, hắn không kịp suy nghĩ tống liêu con mẹ gì nữa. Tên lính kim kia tuy đã trúng đòn, người rơi dần ra khỏi ngựa, nhưng thân người và mã đào vẫn theo quán tính nhắm hướng hai mẹ con kia mà bay tới. Người mẹ chỉ biết chụp con mình lại ngồi thụp xuống đất, đưa lưng che cho đứa bé. Bé gái kia chỉ nhìn cảnh tượng phía sau của vài mẹ mình. Nó có lẽ chờ đợi cây đào kia chém xuống, giống như những gì đã xảy ra với cha nó vừa lúc. Lăng Phong vừa tiếp đất, liền dùng hoạt bất lâu thổ nhảy mặt hai bước thật nhanh. Tung người đập thẳng vào tên kia bay khỏi thần ngựa. Lăng Phong tiếp đất, ngay lập tức quát lên: "Tần Quyền! Có rồi đây!" Tần Quyền từ lúc nào cũng đã nhảy xuống bên cạnh hai mẹ con kia. Hắn cứ thế ôm cả hai người, khinh công lên ngược sườn núi. Có tiếng đao kiếm vang lên xa xa. Một nhóm khoảng chục người Liêu đang cố gắng chống chọi lại kỵ binh kim. Cánh bên trái quân kim thấy đồng đội đột nhiên bị một kẻ bịt mặt giết chết. Chúng đều kéo cơ ngựa quay ngược lại chỗ Lăng Phong. Lăng Phong biết gặp phiền toái lớn. Yeah! Lăng Phong tức giận xông lên đầu. Cả người nóng bừng. Hắn không rời đi, đứng nguyên ở đó.
Lăng Phong muốn giết mấy kẻ này, chúng quá là vô nhân tính. Giết người tị nạn đã không nói, trẻ em nữ nhân cũng ra tay tàn nhẫn như vậy. Giữa mênh mông gió bụi, một người cầm mã đào cách đó không xa, vài chục kỵ binh kim khát máu hò hét mà xông đến. Tại trên sườn núi, Tần Quyền để hai mẹ con kia xuống, chỉ tay một đứa mới gia nhập Hắc Kỳ, nói: "Ai, ngươi canh chừng họ cho ta, còn lại theo ta xuống giúp tứ ca." Nhưng chúng là người Liêu. Thiếu niên kia chần chừ. Những đứa khác tuy không nói, nhưng ánh mắt đều tương tự. Người Khiết Đan lập nhà Liêu trước cả khi Tống Thái Tổ ra đời. Hai bên chiến tranh không ngừng, Tống dần thua nặng, thậm chí phải hạ thấp trước người Liêu. Bởi vậy, dân Tống vừa căm thù lại vừa tức giận. Đối với dân Tống, Liêu là kẻ thù trăm năm. Người Tống hiện tại, ngay từ lúc sinh ra, đã xem Liêu là thứ làng sói độc ác. Nhất là hầu hết đều sống xa biển giới, chưa gặp qua người Liêu bao giờ, lại càng thêm cực đoan. Đám thiếu niên lúc nào cũng muốn ra chiến trường giết người Liêu, nói gì là người Liêu sợ sợ trước mắt. Tân Quyền không biết nói gì, thái độ của hình đệ gã không thể trách được. Chúa Công Cẩn thấy không ai chịu đứng ra, bèn hít một hơi, nói: Tần ca, để đệ lo cho, huynh xuống dưới đi. Tần Quyền sau đó cũng thở ra, rồi lao xuống. Chục huynh đệ khác cũng bịt mặt nhảy theo. Ê, tứ ca, có chuyện hay phải chờ đệ chứ, nói từ lâu rồi mà. Lần này không hay đâu. Lăng Phong thấp giọng, mắt chằm chằm vào đám kỵ binh đang tới gần. Thời cổ, kỵ binh rất là đáng sợ. Cho dù trang bị nặng hay nhẹ, kỵ binh đều như xe tăng thời thế chiến. Chỉ có bộ binh nhiều lớp lính được trang bị nặng và vũ khí dài mới dám đứng ngang nhiên chờ kỵ binh lao vào. Giờ đây, Lăng Phong giống như đứng giữa đường lớn chờ một loạt xe tải chạy về phía mình. Lăng Phong không hấp tấp mà đứng chờ chúng lao thẳng vào. Hắn bám vào lưng của sườn núi. Lợi thế của Lăng Phong chính là không gian hẹp. Sườn núi này khá là dốc, đám linh kim chắc chắn không thể cứ thế mà đâm đầu vào núi. Chúng nhất định phải chạy theo chiều ngang, giảm tốc độ và sức mạnh đáng kể. Giết! Và cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Phi đao chỉ còn lại 2 cây để phòng thân, Lăng Phong quyết định chém vào chân ngựa. Một tên ngã chùi mũi xuống, nhưng ngay lập tức có kẻ tiếp theo vùng đào tiếp cận. Lăng Phong buộc phải đưa đào lấy cương đối cứng. Lăng Phong bị sức mạnh đánh lộn người ra sau, bàn tay rùng lên. Lúc này, hắn đã biết kỵ binh vì sao khó chơi. Một kẻ yếu ớt ngồi trên ngựa, lợi dụng tốc độ không có thể ra lực bằng một người khỏe mạnh ở dưới đất. Phía bên kia, Tần Quyền dùng bộ pháp chạy ngược sườn núi, sau đó lộn nhào vào không trung, đáp lên lưng ngựa đạp kẻ địch xuống, cuối cùng quay ngựa chém giết quần kim. Đám linh kim vài tên bị hạ, chúng nóng lòng đồng loạt xuống ngựa, quân số vẫn gấp 4-5 lần phe Lăng Phong. Hỗn chiến bắt đầu, một khi kẻ địch xuống ngựa, phe Lăng Phong không còn lo lắng như trước. Phe Lăng Phong tuy không phải là binh lính huấn luyện cho việc giáp lá cả số đông, nhưng đám kia cũng bỏ ngựa xuống đất, cả hai đều mất lợi thế. Khi Lăng Phong chém giết, chân tay sắp mỏi nhừ, thì nghe thấy tên đội trưởng phe Kim ra lệnh: "Lên ngựa!" Hai bên tách ra, dè chừng nhau. Sau đó đám linh kim cứ thế lên ngựa bỏ đi, đuổi theo hướng đám người Liêu. Xem chừng, chúng cũng thấy dây dưa Lăng Phong thì cũng chẳng có tác dụng gì. Tần Quyền muốn dẫn huynh đệ đuổi theo, nhưng Lăng Phong lại chặn lại: "Ôi, lúc đệ, bỏ đi. Lâu lắm mới chém nhau đã thế này đấy." Tần Quyền bẻ bẻ tay cười cười nói: "Lính kim chết chưa đến 5 tên." Lăng Phong lúc này mới cảm nhận binh lính và võ lâm nhân sĩ khác biệt ra sao. Lính kim từng cá nhân có thể yếu, nhưng hành động theo tổ đội lại rất khó đối phó, còn ăn ý hơn cả Hắc Kỳ của hắn. Lên lại sườn núi,
Chu Công Cẩn ánh mắt xin lỗi nhìn Lăng Phong, nói: Đường ra, không phải do ta. Lăng Phong nhìn lại, phụ nhân kia đã chết, có lẽ vì bị thương và kiệt sức. Còn cô bé kia thế chỉ im lặng ôm bà ta, khóc không nổi một tiếng. Lăng Phong chỉ thở ra, nói: Vậy bà ta có nói gì không? Không hề, thậm chí chết lúc nào đệ cũng không có biết. Lăng Phong chỉ gật đầu, hắn phân phó huynh đệ đưa xác hai vợ chồng lên sườn núi, đắp tạm ít đá cỏ che lại. Bọn họ như vậy đã rất là may mắn. Ở ngay dưới núi, xác chết cả trăm người còn phơi giữa trời đất. Lăng Phong nói: Rồi, nhanh chóng rời đi thôi. Nhưng mà, Tư Ca, con bé không chịu đi. Tân Quyên chỉ cô bé kia, nói: Cô bé kia mặt mũi lấm lem bụi bặm, áo quần rách rưới. Nhìn nó, Lăng Phong bỗng nhớ tới tiểu ăn mày tiểu hoa khi xưa. Cũng độ tuổi này, cũng bộ dáng đáng thương này. Cô bé thất thần ngồi bên xác cha mẹ, tay chỉ nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt của cha mẹ nó, cũng không biết là đang nghĩ gì. Lăng Phong lại gần, hắn không biết tiếng khiết đàn, đành hỏi tiếng hắn: Đi thôi, đêm xuống đám kia sẽ quay lại đấy. Cô bé dường như hiểu, lắc đầu lại ngồi bất động. Lăng Phong không thể nhẫn tâm để một tiểu cô nương ở chỗ cát bụi lại tỏa xác chết thế này. Hắn cúi xuống muốn bế cô bé đi, nhưng cô bé vùng vẫy rất là mạnh, la hét điên cuồng: Không! Lăng Phong không thể nấn ná ở đây lâu, hắn đành đánh vào cổ cô bé. Trời đã tối hẳn. Nơi này là trấn Kim Thành, phía bắc phủ Đại Danh. Lăng Phong không thể vào thành được, cổng thành đã đóng, bên ngoài thành tập trung hàng ngàn người dân đang bao vây làm loạn. Điều kỳ lạ là số lượng không đông, nhưng quan phủ lại đóng thành để thế, cũng không xử lý dọn dẹp gì cả. Lăng Phong không hiểu rõ tình huống, hắn buộc phải cử hai huynh đệ đi dò la tin tức, còn mình dẫn huynh đệ lùi lại trấn. Dân trong trấn cũng đều không ngủ, vùng Hà Bắc này chiến loạn liên miên, tình hình hỗn loạn quanh Đại Danh khiến tất cả đều lo sợ. Dưới một tán cây lớn gần cổng trấn, cô bé kia đã tỉnh lại, không còn khóc la, nhưng vẫn rất là đề phòng người xung quanh. Cô bé tóc tai rủ xuống, chỉ lộ ra đôi mắt. Bộ dáng nó tuy giống tiểu hoa lúc xưa, nhưng ánh mắt lại không giống, không tinh linh hoạt bát như tiểu hoa, trái lại lại u buồn vô định. Lăng Phong cầm bánh bao khô lên, đưa cho cô bé. Hay, ăn đi, chúng ta có thể còn phải cưỡi ngựa, sẽ rất là mệt đấy. Có lẽ lúc chiều, Lăng Phong và huynh đệ đều bịt mặt, khiến cô bé sinh sợ hãi. Lúc này, cô đã tốt hơn nhiều, đưa tay cầm lấy bánh bao. Lăng Phong đưa tay muốn vuốt tóc cô bé. Cô bé bỗng giật lùi ra sau, hai tay ôm lấy thân thể. Lăng Phong cố gắng cười thân thiện nhất có thể, hỏi: Người tên là gì? Cô bé không đáp. Tinh thần cô đang bị tổn thương, cứ thế này mãi thì không tốt. Đổi lại là Lăng Phong, lúc Lâm Thị trúng độc, hắn cũng hoảng loạn điên cuồng. Còn cô gái nhỏ này vẫn đang tuổi vui chơi, lại phải tha hương chạy nạn. Trong chốc lát nhìn thấy cả cha mẹ đều chết đi, thấy đám kỵ binh điên cuồng kia, trải nghiệm kinh khủng hơn Lăng Phong rất là nhiều. Lăng Phong quay sang nói với Tần Quyền: Bảo huynh đệ thay nhỏ gác, ta sẽ ngồi đây canh chừng nó. Đứa bé này cần ngủ một giấc, thế mai ra mới thả lỏng được. Được. Tần Quyền rời đi. Trong bóng đêm, một lớn một bé ngồi cách xa nhau. Cứ mỗi lần Lăng Phong cử động, kể cả thở mạnh, cô bé cũng giật mình nhìn hắn, khiến hắn cười khổ không thôi. Còn cái bánh bao trên tay cô bé thì ăn mãi vẫn chưa xong. Uống nước không? Lăng Phong lại hỏi. Cô bé gật gật đầu. Lăng Phong đoán cô bé này nhất định biết tiếng hắn, vì từ đầu tới giờ tuy không nói gì,
Nhưng hễ Lăng Phong nói gì thì cô bé cũng đều có phản ứng hiểu ý. Hắn đành hỏi: người biết tiếng Hán có đúng không? Cô bé lại gật đầu. Hóa ra là vậy. Lăng Phong cười, như vậy cũng dễ bắt chuyện hơn. Lăng Phong bắt đầu ngả đầu ra sau, hắn bắt đầu kể một mình. Ta cũng có một muội muội, nó cũng chạc tuổi người, rất xinh xắn, đáng yêu, lại hay cười nói, ta đó là yêu thích nó. Nói rồi, lại nhìn sang cô bé, thấy nó ánh mắt như đang hỏi vị muội muội kia ở đâu. Lăng Phong đành nói tiếp. Mà có điều, bây giờ hai chúng ta đã bị thất lạc, nhưng ta nhất định sẽ tìm ra nó. Thực ra, ta đã tìm ra được địa điểm để hỏi rồi, chỉ vì vài chuyện. Không liên quan tới người đâu. Ăn uống đi, muốn ngủ thì cứ ngủ, ta sẽ canh chừng cho người, đảm bảo một con muỗi cũng không bay lại được. Cô bé ánh mắt đã thả lỏng rất nhiều, đưa tay trả túi nước lại cho Lăng Phong, vẫn không nói một lời. Lăng Phong nói tiếp. Lạnh không? Lạnh thì lại đây. Cô bé ban đầu rụt rè, về sau cũng đi lại gần, ngồi cạnh Lăng Phong. Chỉ một lát đã ngủ thiếp đi. Lúc này, Lăng Phong mới có thể chỉnh được tóc của nó. Làn da rất là trắng, không giống con nhà nông khổ cực lắm. Lúc này, Tiêu Thám đã quay lại. Đừng ra. Nói nhỏ thôi. Lăng Phong nhắc nhở. Vâng. Chú Tiểu Xuyên bắt đầu kể sơ lược. Đám người Liêu đi cùng cô bé kia, hóa ra chạy thoát khỏi Tây Kinh phố Đại Đồng. Nghe nói quân Kim đã thành công phá nốt Tây Kinh của Liêu. Quan phủ thành Tây Kinh dẫn theo toàn quân chạy về phía nam muốn đầu hàng nhà Tống, kéo vài nhóm dân chúng khốn khổ chạy theo. Đám lính đã đến từ lâu, đám dân chạy nạn Lăng Phong gặp là đám chạy chậm nhất. Kim, Tống hợp tác cùng đánh Liêu, xong việc Kim sẽ trả Yến Vân 16 châu lại cho nhà Tống. Dường như cả quan lẫn dân hầu hết đều cảm thấy người Kim tốt hơn người Liêu mà đồng ý kết minh. Mấy năm trước, hai bên ước định khởi binh, chia nhau đất đai của Liêu. Kim nhận phần Thượng Kinh và Trung Kinh, Tống đánh Tây Kinh và Nam Kinh của Liêu. Rốt cục, quân Tống yếu kém, đánh hội đồng cũng chịu thua, không chiếm được cái tiện nghi gì cả, lại để quân Kim lo sạch. Trong đó, riêng quân Trấn Nam của họ Mộc đánh từ Trung Kinh phủ Đại Định đến tận Nam Kinh phủ Tích Tân. Đáng lẽ phải do quân Tống đánh chiếm. Người Tống mắng người Kim tham lam, người Kim lại mắng người Tống bội ước không chịu chiếm Nam Kinh để quân Kim phải vất vả mà đánh hộ. Bởi vậy, điều khoản trả lại 16 châu Yên Vân, người Kim không chịu thực hiện, nhà Tống ấm ức cũng chả thể làm gì. Đến năm trước, ba trong tứ kinh đô của Liêu bị Kim hạ, chỉ còn Tây Kinh mãi đến tuần trước người Kim mới chiếm được. Nhưng cái đám dân hỗn loạn hiện đang vây ngoài đại danh không phải là người Liêu đang chạy, bọn họ đều là người Tống cả. Kim, Tống ký hòa ước, bề ngoài là đồng minh trên biển cùng chống Liêu. Thực tế, người Tống từ nộp cống phẩm cho Liêu thành nộp Kim. Quân Tống đi cùng quân Kim sang đất Liêu hồi của cũng không xong. Rốt cục, trả được gì lại còn phải nộp chiến phí cho Kim, vừa buồn vừa nhục. Tàn quân Liêu chạy khỏi Tây Kinh, hiện tại đóng bên ngoài đại danh, bị quân Kiền Ninh của Yên Vương ngự chế. Dân Tống ghét Liêu vô cùng, không muốn chấp nhận người Liêu nào đầu hàng, vì vậy muốn tụ tập phản đối quan phủ. Đó cũng là lý do vì sao có phản dân tụ tập. Ban đầu, lý do dân nổi loạn chỉ có như thế, nhưng về sau thì lại càng không đơn giản. Triều đình Tống phải nộp chiến phí cho Kim như ước định, nhưng hễ triều đình cần thu thập 10 vạn, thì dân phải nộp lên ít nhất 20 vạn. Giữa đường, tiền công lao của các quan lớn trừ dần, trừ mòn, từ địa phương lên đến triều đình thì mới vừa đủ có 10 vạn. Mấy năm trước, phát động chiến tranh đánh Liêu, dân chúng Hà Bắc đã khổ không nói hết. Nay thêm cái công phẩm cho ngoại quốc này đè lên, bọn họ oán khí ngút trời.
Chu Tiểu Xuyên còn nghe một tin trong đám loạn dân nói rằng có cả đệ tử thiên sư truyền bá thiên cơ, thiên mệnh gì gì đó đang đến. Lăng Phong nghe sơ qua, phân tích được vài điểm. Dân chúng oán khí, oán người Liêu xấu xa, oán người Kim bội ước, oán triều đình bóc lột, oán thiếu tiền đánh bạc, oán không tiền chơi gái. Tất cả dồn vào một chỗ đòi ý kiến. Theo Lăng Phong thấy, bên dưới là dân oán, thực ra bên trên đủ loại người đang suy tính. Yên Vương muốn thu thập người Liêu, chỉ e ông ta sắp làm phản, cần lính đánh thuê đem ra đỡ tên. Dân biến có thể đều do Yên Vương châm ngòi, ông ta nhân đó lấy cớ khởi binh, cùng dân chúng đòi công đạo với triều đình, giết trừ tham quan này nọ. Vị thiên sư kia, không biết có phải tên đạo sĩ điên lần nọ không, có khi lại 108 đại ma đầu, đem ra huyên hoặc dân chúng muốn làm phản, hoặc chính là thiên sư và Yên Vương đều đã bắt tay nhau dựng tuồng. Tàn quân Liêu bỏ chạy sang Tống, chỉ e một núp ở lại Tống một thời gian, chờ đợi cơ hội quay lại. Người Kim bí mật gửi sứ giả sang Yên, muốn chữa điên cho Yên Thế Tử, tỏ ý đồng minh để Yên phản Tống. Thế nhưng, vẫn đòi Tống nộp cống phẩm, lại còn chấp nhận để Yên Vương giữ tàn quân Liêu. 3-4 phương thế lực cùng châu đầu vào một nhóm dân oán, không hiểu hồ lô mỗi người đang bán thuốc gì. Nghe nhiều thì cũng chẳng để làm gì. Lăng Phong xua đuổi ý nghĩ ra khỏi đầu. Trước mắt, hắn cần lựa chọn, ở lại chờ cơ hội vào thành hoặc rời khỏi Hà Bắc ngay. Lăng Vân, Lăng Hồ đang ở trong thành. Vốn dĩ chỉ có Lăng Hồ, nhưng Lăng Phong gửi một đứa thám báo đi ngược về Khai Phong. Sau 3 ngày thu lại tin xấu, Lăng Vân và Từ Nguyên cũng đã đến đại danh, chỉ muộn hơn Lăng Phong có một ngày. Lúc đó, hắn đang ở sông Tử Nha. Lăng Vân, nếu nàng đang ở trong thành, cũng sẽ không đến mức quá nguy hiểm. Thứ nhất, đã có Tử Nguyên lo hộ. Thứ hai, thân nhân như nàng là đối tượng Yên Vương cần bảo vệ để đảm bảo tài lực, ông ta sẽ không làm gì cho bọn họ. Lại nói, Lăng Phong không nhớ nổi Yên Vương nào tạo phản trong lịch sử nhà Tống. Hình như là không có. Đây chính là điều làm hắn mờ mịt. Trọng yếu là, mỗi năm 365 ngày, sau này chỉ được viết trong 2 dòng chữ. Trong ngàn vạn người, về sau chỉ vài người được ghi lại tên. Lăng Phong đang sống trong thời gian thực. Hắn chỉ là một cá nhân vô danh, đếm từng ngày, từng giờ tiếp tục sống. Người xuyên không, biết lịch sử thì đã làm sao? Người có chạy lại kỵ binh để chém giết hay không? Lăng Phong thực lòng không muốn ở lại đây chờ biến cố để mà làm phóng viên chiến trường. Ngay từ đầu, hắn đã xác định sẽ bỏ chạy nếu có mấy chuyện loạn lạc này. Không có ai đảm bảo Lăng Phong sẽ sống sót mà qua biến cố. Chết là chết, một đao đi xuống, nhẹ nhàng và thầm lặng. Có nhiều kẻ cứ nghĩ về thời cổ sẽ biết trước lịch sử làm này nọ. Quan trọng có sống được hay không đã, buồn buồn đau bụng chết thảm cũng không có chừng. Cảnh hàng ngàn người Liêu dẫm đạp nhau chết, cảnh 100 tên kỵ binh Kim đuổi giết người Liêu. Giây phút tay chân ra rời, đánh mãi không giết được kẻ địch đông hơn, Lăng Phong nhận ra hắn không phải thần tiên bất tử, không thể tự lo cho mình tất cả. Nhìn qua Chu Tiểu Xuyên, Lăng Phong nói: tập hợp huynh đệ lại đây. Rõ. Chốc lát, chục huynh đệ đều tụ tập đồng đủ. Lăng Phong bắt đầu nói: các người cũng thấy đấy, nếu lúc chiều quân Kim không rời đi, chỉ e chúng ta cũng kiệt sức mà chịu chết. Sau lần này phải tăng cường luyện tập, như trước vẫn chưa có đủ. Tử Long, cùng huynh đệ luyện mấy bộ thường pháp này, sau này gặp trường hợp như vậy thì có cái mà dùng. Đúng rồi, Trương Bảo, cố gắng hết sức luyện trùy, ta sẽ tìm vũ khí vừa tay cho ngươi. Lăng Phong đang muốn nói tiếp thì Tần Quyền pha trò: Tứ ca, cảm động quá nha, như là lời cuối trước khi sinh ly tử biệt vậy nha. Có mẹ nó, cút, ông mày đang nghiêm túc. Các huynh đệ đang chăm chú cũng phải phì cười. Ông chủ, rượu, thịt, nhanh!
Ấy, có đây, có đây. Đúng lúc này, gần quán nước cạnh đó có một nhóm người xuống ngựa gọi đồ ăn. Phần lớn đều mang nón che to bánh để che nửa mặt. Lăng Phong nháy mắt với Tần Quyền, cũng rảo bước lại gần, chọn một chỗ ngồi. Lúc này, việc nghe ngóng tin tức rất là quan trọng. Đất Hà Bắc có rượu Hạnh Hoa, không mùi nhưng độ khá là nặng. Vài chén rượu vào người cũng khiến Lăng Phong sảng khoái hẳn ra, suy nghĩ cũng thông thoáng hơn, không bị gò bó như lúc trước nữa. Đám người bên kia, ngoài gọi món và ăn uống bình thường ra, hầu như chả ai nói gì với nhau. Mãi một lúc mới có một tên nói nhỏ. Hey, nhanh lên, chúng ta còn kịp giờ mà hẹn vào thành. Lăng Phong dĩ nhiên nghe ra, xem ra nhóm này có con đường bí mật vào thành. Có hai tên đứng dậy, có vẻ muốn đi vệ sinh. Lăng Phong thầm hồ may mắn. Đây là cơ hội, hắn quyết định ở lại Hà Bắc vào thành luôn. Dáng người hai kẻ này gần giống như hắn và Tần Quyền, lại mang mạng che mặt. Trời sẵn tối, chỉ cần thay thế kín một chút, vào thành xong thì tìm cách tách nhóm là được. Quyết định quá cấp bách, Lăng Phong chỉ kịp quay lại dùng khẩu hình dặn huynh đệ ở lại đây chờ, nhân tiện chăm sóc cho cô bé người liều. Hắn và Tần Quyền nhẹ nhàng lẻn theo hai tên kia. Chư vị vừa nghe xong tập 39 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 40 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.